Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay trời mưa rồi mọi người. Nắng mấy tuần nay thì hôm nay cũng đã đến mùa mưa rồi đó cô chú anh chị. Trời mưa bên này thường là khoảng tuần 10 ngày gì đó thì sẽ nắng lại ha. Đưa chị đi học giờ rồi cô chú anh chị, Kim đang đi bộ với bên trong mọi người. Hôm nay cái hoa nó đẹp quá chừng luôn. Ở ngoài này lúc này cũng có người dẫn chó đi dạo xung quanh cái nhà vòng tròn này nè, giống như cái sân bóng của chú anh chị. Nhưng mà mùa này người ta không có cắt cỏ của chú anh chị, người ta để như vậy đó cho nên hoa nó lên đẹp nè. Nguyên một cánh đồng hoa luôn nè. Mọi người có nghe tiếng chim hót líu lo không chú anh chị? Kim rất là thích đi bộ trong này luôn. Mấy anh thợ điện nó làm xong rồi nè mọi người. Người ta đo, người ta có đèn, nó làm rất là kỹ luôn cô chú anh chị. Người ta đến đây là lúc gần 5 giờ chiều hả mọi người. Tại vì do là giống như người ta cũng làm trong những công ty điện lực đó thì người ta làm thêm ngoài giờ ha. Người ta đến nhà mình để làm thêm ngoài giờ. Đây là cái chỗ để cái tủ lạnh nè, lò nướng nè, người ta để làm dấu hết đó. Người ta đã đấu cái dây điện ra rồi, khi mà mình gắn máy vô là sẽ có cái đường dây để mình gắn vô. Với lại ở đây mình gắn lò nướng với tủ lạnh gì đó mọi người, là nó sẽ có cái hệ thống thông hơi, lọc thông gió gì đó là người ta làm hết đó. Nói chung là Kim cũng không hiểu nữa, người ta đấu lại trong đây hết rồi mọi người. Dây điện chằng chịt ở trong đây nè, nó nhìn thấy ghê chưa, ở trong cái tường dây điện chằng chịt. Bởi vậy Tony không có bao giờ mà cho Kim đục tường, khoan tường, gắn hình hay gắn tranh gì đó, ảnh rất là sợ luôn, sợ trúng dây điện đó mọi người. Đây nè, quá trời dây điện trong đây ha. Kim thấy người ta làm rất là kỹ luôn, nó mỗi một cái dây gì là khoan một cái tường là đấu chạy chạy vô trong đó đó. Nói chung là Kim cũng không hiểu nữa. Cái này là cái lỗ thông khói ha mọi người, cái lỗ thông khói nè, chỗ cái bếp nấu ăn đó, có cái lỗ thông khói là sẽ ra cái đường đó đó. Này mấy anh đó làm cũng rất là kỹ luôn, đo rất là chính xác ha mọi người, từng ly từng cự ly luôn đó, từng milimét luôn đó. Đó ra hai cái dấu ít là phải làm ngay chính giữa đó mọi người, thấy không, kỹ thấy ghê chưa. Đây dây điện này làm rất là nhiều luôn đó, Kim thấy làm nhiều lắm. Hai anh thợ điện mà làm cũng mấy tiếng đồng hồ đó mọi người. Nó ta đấu lại hết dây điện đó, gắn vô thêm mấy cái này nữa nè, mấy cái miếng này để mốt làm cái ổ điện, công tắc điện đó của chú anh chị. Kim yêu cầu là làm cái công tắc điện mà có cái chỗ sạc điện thoại luôn đó, là mình không có cần phải cắm nguyên cái chuôi điện thoại mà mình cắm cái đầu nhỏ USB-C đó mọi người. Nó làm dấu hết trơn, đánh dấu ít. Mấy anh thợ điện cái chỗ nào mà có dấu xanh xanh là của ảnh đó, là của ảnh, anh làm hết đó. Thấy chính xác cho mọi người. Cô chú anh chị thấy sạch sẽ không? Người ta làm xong là dọn dẹp. Ngày nào làm xong á, là sẽ quét dọn sạch sẽ hết, hốt rác đem ra ngoài kia đổ hết trơn, mình không cần phải quét dọn gì hết trơn hết mọi người. Đây sạch sẽ hết trơn à, cứ chiều về là người ta đổ hết trơn đó, nó đổ rác rồi đó. Hồi nãy Kim nhổ cỏ, Kim
Kim hốt cỏ, Kim làm cái gì Kim cũng đem ké mấy cái bao cỏ luôn ngoài đó luôn. Là dọn rất là sạch mọi người. Bữa trưa nay của Kim, Kim có thịt gà nè mọi người. Thịt gà giống như lăn bột chiên đó. Xong về Kim để vô cái air fry thôi. Với lại bánh mì hả cô chú anh chị. Đây, Kim có hai cái bánh mì nè. Với lại thịt gà. Đây là bữa trưa của Kim đã xong rồi nè mọi người ơi, có bánh mì nướng và thịt gà. Cái này làm nướng bằng cái nồi chiên không dầu đó, rất là nhanh luôn. Lại có một khúc dưa leo. Nước uống của Kim đây, Kim sẽ ăn bằng cái nước tương ớt chua ngọt ha mọi người. Hay không? Tương ớt ngọt. Cái bánh mì này rất là giòn luôn cô chú anh chị, ngon lắm. Bên trong giống như bánh mì đặc ruột ở Việt Nam mình nè. Mời cô chú anh chị nha. Chị Hồng vậy rồi nè cô chú anh chị có cái thẻ này nè. Là cái đây là được đọc bài giỏi ha mọi người. Nhà trường sẽ tặng cho một cái thẻ này để ăn một cái ly kem miễn phí trong quán cà phê Kim hay ghé nè cô chú anh chị. Cái này là Kim em chi em có được mấy tháng đó trước khi về Việt Nam nữa mà Kim quên mất tiêu luôn. Hôm qua em chi tìm được. Xong rồi em chi nói mẹ ơi, con muốn ngày mai đi học về ăn kem. Đây là hôm nay phần thưởng của chi nữa cô chú anh chị. Rồi đi. I don't know. Have to ask her. Give it to the lady. Give it to the lady đi. Kem này mấy bé sẽ được chọn nè cô chú anh chị. Thôi. Mày không biết là con có được không nha. Đi vô. Cái ly kem của chi là được miễn phí hơn của chú anh chị, nhưng mà chi muốn thêm mấy kẹo shop đó là phải trả thêm tiền đó mọi người. Cái cây kem của Kim là 3 đồng là khoảng 90 ngàn hả cô chú anh chị. Chi đi học về rồi nè ông bà cô chú ơi. Nó làm gì vậy trời. Cái cây này bữa nay nó nở hoa hết rồi nè chi nè. Một màu trắng xóa nè, để mày ra mày coi cho ông bà cô chú coi cái lò nướng nó bị mất tiêu rồi. Đây nè cô chú anh chị. Hôm qua đổ rác ở trong này đó. Là cái bồn rửa chén ha. Với mấy cái đồ trong nhà bếp á, với cái lò nướng á, dục ở trong đây. Cái lò nướng thì để ngoài chưa có để vô. Cái bồn rửa chén ở trong đây nè, sáng ra Kim thấy cái lò nướng ở ngoài mất tiêu. Kim lại đây Kim thấy nó bị lưng nè mọi người. Không biết ai vô đây móc lụm mất tiêu rồi lấy luôn rồi. Cái lò nướng người ta thấy để bên ngoài nó cũng lụm luôn nè mọi người. Mà thay vì người ta lấy thì người ta gõ cửa mình, ta nói là người ta lấy, nó không gõ luôn, ta tự lấy mất tiêu. Không biết là lấy khi nào nữa. Mà sáng nay khi mà Kim đưa chị đi học về là Kim thấy mất tiêu rồi. Kim có gọi điện thoại cho Tony nói là ở nhà người ta đến xong người ta lục cái thùng rác, người ta lấy đồ như vậy đó, với lại người ta lấy cái lò nướng mà mình để phía ngoài đó cô chú anh chị. Thì Tony nói là bởi vậy ở bên đây cũng có rất là nhiều người xấu cô chú anh chị. Người ta đến người ta lấy những cái đó đó, xong người ta đem đi đổ rác đi nữa thì người ta vẫn được trả tiền. Những cái đồ mà bằng sắt, bằng thép hay những cái đồ mà tái chế được đó là ta đem đến cái chỗ mà thu gom đó là vẫn được tiền hết cô chú anh chị. Và Tony nói bởi vậy mà lý do tại sao mà Tony luôn lúc nào cũng kiểm tra cửa đó. Nhiều khi người ta thấy như vậy đó, bên này cũng có nhiều người xấu đó, người ta đến người ta lấy đồ xong rồi cái người ta mở cửa thử cái cửa mình có khóa hay không. Không có khóa là nhiều khi người ta đi vô nhà người ta lấy đồ luôn đó cô chú anh chị. Cho nên là anh lúc nào cũng rất là kỹ. Trước khi đi ngủ là cửa nào cũng kiểm tra hết trơn, hoặc là đi ra ngoài đường là kiểm tra cửa rồi mới đi. Mỗi tối mà gọi điện cho Kim là hỏi Kim đã khóa cửa chưa, đóng hết cửa sổ chưa. Hồi xưa lúc mà mới qua đó thì Kim nghĩ là sao mà ảnh hay quan trọng hóa vấn đề, nhưng mà bây giờ trải qua cái sự việc này nè, Kim thấy đúng là nguy hiểm thật đó mọi người. Càng kỹ thì càng tốt ha cô chú anh chị. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye!